Chào các quý vị, đây tôi đang lái xe vào Eon và đây là lên đây là cái nơi đây có những cái điểm đỗ xe như tầng hầm này, rồi là tầng 1 rồi trên sân thượng. Đây là tôi đang lái xe lên sân thượng. Rất là ít những cái trung tâm thương mại mà lại đỗ xe trên sân thượng này, tôi tận dụng cái sân thượng làm cái tầng hầm ở cái tờ nơi để xe. Đông này, đông cuối tuần đông. Đây sân thượng rất là rộng để xe phải đánh dấu thôi. À đây đi, trong này đấy rồi. À, đây rồi. Cười cái gì? Có xuống. Có. Xuống. Từ. Lùi lại một thật cái thằng nào sau. Tắt điều hòa nhanh. Tắt điều hòa nhanh. Đi lối đây là mình để xe vào. Tắt điều hòa đi. Tắt cái A cơ thì ấy đi. Tắt cái A cơ thì ấy đi. Chịu thứ. Nhấn vào cái A cơ đi ấy đi. Nhấn vào cái A cơ đi đấy đi. Xuống lên.